Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tư, kính thưa chư quý đồng đạo, thưa đồng đạo dự tường. Đồng đạo có nhà chia sẻ bốn câu ở trong bài trong quyển tư, tức là bài Diệu Pháp Quang Minh. Từ câu địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Thưa quý vị, quyển tư là một quyển rất đặc biệt ở trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Giác mê tâm kệ. Giác tức là biết đúng, mê tức là biết sai, nhận lầm, hiểu không trúng, gọi đó là mê. Tâm là lòng, kệ là một bài thơ. Giác mê tâm kệ là một bài thơ mà Đức Thầy đã phân tích rất là rõ ràng. Thế nào là tâm giác, thế nào là tâm mê, tức là thế nào là tâm biết trúng và thế nào là tâm biết sai. Rồi Đức Thầy chỉ những cái phương pháp tu tập để cho chúng ta trở thành một bậc giác ngộ, tức là biết trúng giống như Phật. Trong này có rất là nhiều cái phương pháp tu tập tự lực giải thoát của Đức Phật ngày xưa dạy, hôm nay được Đức Thầy chỉ dạy lại với chúng ta. Thì hôm nay thì chúng ta thấy là Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta một cái phương pháp, cái tầm quan trọng của tâm thức của con người trong cái câu giảng này. Trong câu giảng này, trong đoạn giảng này, Đức Thầy chỉ cái tầm quan trọng, cái tâm thức của con người. Nó có thể đưa mình, trong giáo lý nhà Phật người ta gọi là chiêu cảm. Chiêu cảm tức là nó đẩy đưa mình, đẩy đưa mình. Nó có thể đưa mình tới cái cảnh giới tận cùng của lục đạo, đó là địa ngục. Và nó cũng có thể đưa mình đến cảnh giới tận cùng của cao, thột cao của cảnh giới lục đạo, đó là thiên đàng. Thậm chí đưa mình đến cái cảnh giới của cõi Phật, đến cảnh giới cực lạc, niết bàn của chư Phật. Cái tâm thức của con người ta rất là quan trọng. Có điều mà chúng ta nên nhớ rằng là sau khi mình chết rồi đó, sau khi mình chết rồi mình bỏ cái thân tứ đại mình, cái thần thức của mình đó, lúc đó là cái sự hiểu biết của mình nó chưa có phải là một bậc giác ngộ. Cho nên cái sự hiểu biết đó người ta gọi đó là cái linh hồn hay là cái thần thức của chúng sanh, chưa phải là một bậc giác ngộ. Cho nên nó rất là quan trọng. Nếu mà mình hiểu sai thì mình sẽ đi, mình quen hiểu sai cái gì, nó sẽ đi, nó đưa mình đến cái cảnh giới đó. Cảnh giới mà mình thường hay nghĩ, thường hay khởi lên cái tư tưởng đó. Nó sẽ đưa đẩy mình tới cảnh giới đó. Và địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Địa ngục tức là cái cảnh giới mà tận cùng, cái cảnh giới cuối cùng của lục đạo luân hồi. Cõi trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, tức là cái cảnh giới mà chúng sanh phạm nhiều cái tội ác lớn, phải chịu giam cầm, phải bị trừng phạt. Những cái linh hồn lúc mà sống nó gây tạo rất là nhiều cái tội ác. Người đó gọi đó là cảnh giới địa ngục. Thì Đức Thầy cũng dạy trong cái bài 29 tháng Chạp đó, là mê muội ác hung thì về địa ngục, còn hiền lành thì nhắm mắt tới non tiên. Thì nhìn hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Thưa quý vị, địa ngục tức là cái cảnh giới tận cùng của lục đạo luân hồi, cảnh giới khổ đau nhất trong lục đạo luân hồi. Cũng tại, tức là cũng bởi vì tâm là lòng, lòng chúng ta khởi niệm lên, tức là cái ý tưởng mà mình quen khởi lên, riết rồi nó trở thành thói quen. Thí dụ như có nhiều người ta khởi lên cái tư tưởng thiện, ta khởi lên cái tư tưởng từ bi hỷ xả, tư tưởng bác ái vị tha, lúc nào trong tâm ta cũng nghĩ tưởng đến những cái tư tưởng đó. Và khi chết, những cái tư tưởng đó nó sẽ bám víu theo cái linh hồn của mình, và nó sẽ đẩy đưa hay là nó sẽ chiêu cảm mình đến cái cảnh giới tốt. Trái lại thì cũng có rất là nhiều người trong cái cuộc sống đời thường, người ta quen làm ác, người ta luôn luôn khởi lên những cái tư tưởng tham lam, hay là những cái tư tưởng ích kỷ nhỏ mọn, lúc nào cũng lường gạt chiếm đoạt của người ta. Thì cái đó nó, đó là tâm ác đó. Đó là tâm ác, nó sẽ chiêu cảm mình đến cái cảnh giới của ác, cảnh giới ác. Vậy thì cái câu địa ngục cũng tại tâm làm quấy tức là làm sai, làm những cái điều không đúng với đạo đức, làm tổn hại đến chúng sanh khác. Vậy thì cái câu mà địa ngục cũng tại tâm làm quấy, thì chúng ta có thể hiểu rằng Đức Thầy cho chúng ta biết rằng mình bị chiêu cảm hay là mình bị đưa đẩy, đọa lạc đến cái cảnh giới cuối cùng của lục đạo luân hồi, cảnh giới khổ nhất, bị giam cầm, tra tấn, tù tội. Cũng do nơi cái tâm của mình ở thế gian này, mình quen khởi lên những cái tư tưởng xấu ác.
mình quen khởi lên những cái tư tưởng độc ác, những cái tư tưởng mà làm hại đến chúng sanh khác, thì khi mình chết đó, cái linh hồn mình sẽ mang cái tư tưởng đó, nó đưa đẩy mình tới cái cảnh giới đó. À, trong viễn nhì Đức Thầy cũng dạy đó, ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, đi lưới trời thưa động tinh thinh, chứ chẳng lọt những người hung ác. Vì vậy thì cái câu mà địa ngục cũng tại tâm làm quấy, là mình bị đưa đẩy, hay là mình bị dẫn đến, hay là mình bị chiêu cảm đến cảnh giới địa ngục, cũng do cái tâm của mình quen khởi lên những cái tư tưởng độc ác, những cái tư tưởng lợi kỷ, những cái tư tưởng mà chỉ lợi cho mình mà hại đến chúng sanh khác. Thì khi mình chết mình còn mang những cái tư tưởng đó là bị đọa, bị đọa xuống tới tận cùng địa ngục. Những tư tưởng đó là những cái tư tưởng mê si tâm tối. Câu thứ hai là về thiên đàng. Về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Về thiên đàng tức là về thiên đường. Về thiên đàng là về thiên đường đó, tức là nói về thiên đường ở đây có nghĩa là thường thường mình nói theo nghĩa chữ là thiên đàng hay là thiên đường, đó là cõi trời, tức là cái cảnh giới cao nhất của chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi, cảnh giới mà chúng sanh đã tu thập thiện, có nghĩa là trong cái cuộc sống đời thường đó mình làm nhiều điều phước thiện, làm những cái điều mà lợi lạc, đem lại cái phước lợi cho chúng sanh. Thì khi mình chết đó, thì những cái sự suy nghĩ mà làm là làm nói để mà lợi lạc cái chúng sanh đó, đó là cái nhân thiện nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ kéo mình đến cái cảnh giới của cõi trời. Và khi đó thì mình sẽ có được một cái thân ở cõi trời. Có một cái thân ở cõi trời tức là chúng sanh ở cõi trời, tức là chư thiên ở trên cõi trời. Và chúng ta cũng biết là chư thiên thì có tới ngũ thông. Cho nên được về thiên đàng tức là về được cảnh giới an lành, cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới mà có thể nói là hạnh phúc nhất, là cũng do nơi cái tâm của mình tạo, cũng do nơi sự nghĩ tưởng tâm thiện của mình. Mình nghĩ những cái điều bác ái dị tha, những cái điều mà lợi lạc cho chúng sanh. Thì đó là mình giải theo nghĩa chữ. Chứ thiên đường, thiên đàng là cõi trời. Thực ra thì trong thi văn giáo lý của Đức Thầy, chữ thiên đàng cũng có nghĩa là cái cảnh giới giải thoát. Cho nên nếu mà mình nói về thiên đàng, thiên đàng mà trong lục đạo thì Đức Thầy dạy là Phật trời chẳng luận nghèo giàu đó. Ai giàu phước đức, ai nhiều phước đức thì được vào cõi tiên. Tức là cái người mà có tu thập thiện, có được nhiều cái phước đức thì sau này mặc dù không vượt khỏi sanh tử luân hồi nhưng mà cũng được chiêu cảm đến cảnh giới của cõi tiên. Và thọ một cái thân ở cảnh giới của cõi tiên, đó là chư thiên. Chư thiên thì là tiên đó. Tiên thì chúng ta nói thấy là ông bà mình thường hay nói là sướng như tiên, tức là tiên thì có khả năng biến hóa được, đi mây về gió được, có tới ngũ thông mặc dù là chưa đắc đạo. Thì đó là hai cái câu địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Tiếp đến là cái chữ tâm mà quỷ hay mang. Cái chữ tâm tức là cái lòng của mình đó, những cái tư tưởng khởi lên từ nội tâm của mình đó, những cái tư tưởng đó đó là cái chữ tâm đó. Mà quỷ hay ma. Mà quỷ hay ma có nghĩa là nó có thể là quỷ, nó cũng có thể là ma, tức là nó cũng có thể đẩy đưa mình đến cái cảnh giới của ba đường ác đó. Quỷ ma ở đây là chỉ cảnh giới của ba đường ác, cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thì đó là cái chữ tâm mà quỷ hay ma. Tiếp đến là tiên hay Phật cũng là tại nó. Tiên hay Phật tức là cái cảnh giới tốt lành, cảnh giới cõi trời hay là cảnh giới giải thoát của cõi Phật, cảnh giới của chư thiên hay là cảnh giới của các bậc giác ngộ cực lạc hoặc là niết bàn, cũng tại cái tâm này, tại nó, tức là tại cái tâm này nè, tại cái tâm mình nghĩ. Nếu mà cái tâm mình nghĩ 10 điều thiện, mình nghĩ đến việc mà phước lợi cho chúng sanh thì mình sẽ sinh lên cõi trời. Nếu mà cái tâm mình nghĩ những cái tư tưởng từ bi hỷ xả, tư tưởng bác ái dị tha, hoặc là khởi lên, hoặc là không khởi lên cái tư tưởng, tức là như bất động, có nghĩa là đối cảnh mà tâm không khởi, thì đó là cảnh giới, đó là cảnh giới của cõi Phật. Thì đó là hai cái câu này cũng giống tương tự như là hai cái câu trước. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó, cũng nghĩa là địa ngục cũng do cái tâm tạo, mà thiên đàng cũng do cái tâm tạo. Cái chữ tâm này là ác, hay là cái chữ tâm này cảnh giới của ba đường ác, hay là cái chữ tâm của cảnh giới tiên Phật thì cũng do tâm mà tạo ra. Cho nên trong giáo lý nhà Phật người ta nói là tâm sinh vạn pháp đó, hay là tâm sinh các pháp. Tức là cái tâm của mình khởi lên cái gì á, thì đó là cái nhân, và cái quả nó đưa đến
có cái pháp, pháp tướng, tức là cái cảnh giới đó, nó đưa đẩy đến những cái, những cái nó tương ưng với cái cảnh giới, nó tương ưng với những cái tư tưởng mà mình khởi nghĩ. Các chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi tiếp đến hai câu sau là tu với tỉnh biết làm chẳng khó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó có nghĩa là từ cái lúc mà mình bắt đầu mình công phu mình hành đạo cho đến cái lúc mà mình giác ngộ rồi đó là tu với tỉnh. Biết làm chẳng khó có nghĩa là nếu mà mình biết đúng cái chân lý đó, thì mình làm theo nó không có khó. Tức là trong cái quá trình hành đạo của mình đó, từ cái lúc mà mình công phu hành đạo cho đến khi mà mình đạt được cái kết quả giải thoát đó, nếu mà mình đi đúng, biết ở đây có nghĩa là biết đúng, làm đúng chân lý đó, tu tập đúng cái phương pháp đó, gọi đó là biết. Tu với tỉnh biết thì làm chẳng khó, nếu mà mình biết đúng cái phương pháp, biết cái, đúng cái cách thức. Cho nên Đức Thầy dạy đó, là nếu mà chúng ta nghiên cứu học hiểu theo giáo lý của Thầy một cách tường tận, học học giáo lý rồi hiểu giáo lý, rồi nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa rồi làm theo rồi đắc đạo. Có nghĩa là nếu mà mình biết cái đường đi nó như vậy đó, chứ bây giờ là mình chưa có biết cái nghĩa lý như thế nào, nghe người ta nói niệm Phật cái trên núi đắc đạo, chớp chớp hào quang chạy lên trển, mà trong khi mình chưa có biết niệm Phật là cái gì, tại sao mình phải niệm Phật, rồi niệm Phật được cái lợi lạc gì, rồi cái cách niệm Phật ra làm sao, mình không có biết cái gì chân, phóng lên trên đó nghe người ta rồi tràn lên đó niệm Phật. Ít ra thì mình cũng phải biết cái phương pháp, biết cái cách thức, biết cái lộ trình mà Thầy dạy như thế nào. Trong khi Thầy dạy mình đó là đâu có cần phải cái việc niệm Phật, đâu có cần phải đòi hỏi quá nhiều cái hình tướng ở bên ngoài, mà chỉ niệm theo thời khắc hoặc là niệm theo tứ hoa nghi theo là cũng đã đạt kết quả rồi. Nhưng mà mình thì mình không có biết cái cách, có nghĩa là mình không biết thì mình làm nó khó lắm, làm mà khó không bao giờ đạt được kết quả. Vì vậy thì cái câu mà tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nó có nghĩa là trong cái quá trình mà hành đạo của mình đó, nếu mà mình biết cái cách thức, biết cái phương pháp, biết cái nội dung của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, mình thực hành theo thì nó không khó. Và cái yêu cầu mà đạt được đó, cái mà quan trọng nhất để đạt được cái kết quả giải thoát đó là tâm lặng. Nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Tỏ ngộ đạo màu ở đây đồng nghĩa với việc đắc đạo, có nghĩa là đạt được cái kết quả giải thoát, có nghĩa là chứng được cái Phật quả. Vậy thì cái quan trọng nhất là lặng tâm. Lặng tâm là cái gì? Lặng tâm là cái gì? Thưa quý vị, lặng tâm có nghĩa là tâm lặng. Tâm lặng là tâm không khởi. Tâm không khởi tức là sáu căn đối với sáu trần thì tâm không khởi lên thức, tâm hoàn toàn độc lập với cảnh, tức là sáu căn hoàn toàn độc lập với sáu cái cảnh ở bên ngoài. Lục căn đối với lục trần không khởi lên lục thức, thì ở trạng thái đó gọi đó là tâm lặng, gọi đó là tâm lặng. Có nghĩa là mình nhìn thấy sự vật, mình nhìn thấy sự vật thì mình chỉ nhìn thấy, chứ mình không có khởi lên cái tư tưởng phân biệt cái sự vật đó. Không có phân biệt cái sự vật đó là lớn nhỏ, vuông tròn, trắng đen. Mình nghe cái tiếng người ta thị phi thì mình chỉ biết nghe cái tiếng người ta thị phi, mình không có khởi lên cái tư tưởng để mà chống trả lại những cái ý mà người ta thị phi mình đó. Kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Đó là cái trường hợp mà mình đã, anh Đức Thầy đã đạt đến cái chỗ tâm lặng rồi đó. Đạt đến cái chỗ tâm lặng tức là hoàn toàn không có khởi lên cái thức khi mà nghe được cái lời người ta khen hay là nghe được cái lời người ta chỉ trích mình, thì đó là cái trạng thái đó gọi là tâm lặng. Có nghĩa là sáu căn đối với sáu trần nó như nó không có khởi lên. Cảnh là cảnh, tâm là tâm, tâm với cảnh độc lập với nhau, không có lệ thuộc với nhau, không có duyên, cái tâm không có duyên theo cái cảnh, thì cái trạng thái đó gọi là trạng thái tâm lặng. Thì đó là một cái trạng thái tâm lặng ở cái dạng mà người ta gọi là tâm như trước cảnh. Đức Thầy dạy trong quyển tư đó, trong một chánh định đó, là giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được một cái trạng thái tâm lặng nữa, trạng thái lặng tâm nữa. Đó là trạng thái tâm lặng nhưng mà tâm có khởi, nhưng mà cái khởi đó là cái khởi mà nó hoàn toàn vô ngã, hoàn toàn bác ái vị tha. Cái tư tưởng có khởi lên nhưng mà khởi lên từ bi hỷ xả, khởi lên bác ái vị tha, thì cái trạng thái đó cũng là cái trạng thái tâm của các bậc giác ngộ.
Cho nên mình đừng có tưởng các bậc giác ngộ không khởi lên tâm, không khởi tâm. Nhưng mà các bậc giác ngộ thì lúc nào cũng khởi lên tư tưởng, nhưng mà tư tưởng là tư tưởng từ bi hỷ xả không. Các chư Phật không khi nào rảnh mà. Tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Vẫn nhớ chúng sanh có nghĩa là tâm của Phật không phải là cái tâm lúc nào cũng ở trạng thái niết bàn như trước cảnh, mà tâm của Phật là lúc nào cũng khởi lên cái tư tưởng thương xót chúng sanh. Cái thương xót chúng sanh đó không có vị kỷ, nó không có vị kỷ. Cho nên cái trạng thái đó cũng được xem là cái trạng thái mà tâm lặng của các bậc giác ngộ. Cho nên Đức Thầy cũng vậy đó quý vị. Đức Thầy cho chúng ta biết đó là từ bi buộc chặt cõi lòng. Từ bi buộc chặt cõi lòng có nghĩa là lòng của Thầy là cũng khởi chứ không phải là không khởi đâu. Nhưng mà khởi lên những cái tư tưởng từ bi không à, khởi lên cái tư tưởng bác ái vị tha không à, khởi lên cái tư tưởng mà vì chúng sanh không à, chứ không phải như mình, không phải mình khởi cái tư tưởng là lo bế sửa sang dội mài cạo gọt, hay là mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa ai khốn cùng để mặt đất trời xây, thì cái tư tưởng nó không phải, không phải là tư tưởng từ bi hỷ xả, không phải là tư tưởng bác ái vị tha, không phải là tư tưởng của Phật. Cho nên cái trạng thái đó không được gọi là trạng thái tâm lặng. Mà tâm lặng ở đây, nếu mà thực sự tâm lặng có nghĩa là tâm đối với cảnh như không độc lập với nhau, không có tâm với cảnh, không có duyên với nhau, tức là không có khởi lên cái thức đó. Mà thức chính là giặc đó quý vị. Thực ra thức là giặc đó. Cái thức đó là nó che đậy, nó làm cho cái tâm mình điên đảo, nó làm cho tâm mình nó là vọng tưởng, nó khởi lên những cái tư tưởng điên đảo vọng tưởng, nó làm cho tâm mình mê muội đó, mình hiểu sai, mình không nhận đúng. Còn các bậc giác ngộ thì lại khởi lên cái thức, nhưng mà cái thức của các bậc giác ngộ đó là cái thức vô ngã, cái thức vị tha, cái thức từ bi hỷ xả. Cho nên đó, Đức Thầy dạy trong cái bài dặn dò bổn đạo đó, thứ 8 chánh định cho lầm, nó từ bi hai chữ đứng nằm chứ quên. Hay là chánh định là gì? Chánh định tức là chánh định tức là suy gẫm chân chánh, là tư tưởng từ bi hỷ xả, tư tưởng bác ái vị tha. Thì đó là cái nội dung của cái đoạn giảng mà đồng đạo đã nêu lên. Bây giờ đồng đạo đặt vấn đề ở đây là làm sao để mà tâm yên, bây giờ làm sao để tâm thanh tịnh, làm sao để tâm lặng. Thì bây giờ muốn cho tâm mà giống như tâm của Phật thì có hai cái hình thức. Một là tu tập thiền định để tâm đạt đến cái chỗ trạng thái đại định, tức là trạng thái tâm muội tâm và cảnh như. Hay là tu theo cái pháp vô ngã, tu theo cái phương pháp vô ngã, có nghĩa là mình không còn thấy cái sự phân biệt nhân ngã nữa, giữa ta và người không còn sự phân biệt với nhau nữa. Như vậy thì cái tư tưởng mà khởi lên đó là cái tư tưởng vô ngã, cái tư tưởng đó là tư tưởng bác ái vị tha, tư tưởng đó cũng là cái tư tưởng mà của các bậc giác ngộ, là tư tưởng ở trạng thái động của tâm, nhưng mà cái động đó là cái động bác ái vị tha, cái động từ bi thị xã. Bây giờ muốn tu tập để cho cái tâm được thanh tịnh, cái tâm mà như trước cảnh đó, thì có rất là nhiều cái phương pháp, có rất là nhiều cách, có rất nhiều phương pháp, có rất là nhiều cách thức. Cái cách đó là những cái cách mà Đức Phật dạy, thí dụ như là mình tu theo bát chánh đạo để đạt đến trạng thái tâm định, hoặc là lục căn không nhiễm với lục trần, tức là không có khởi lên lục thức, thì cũng đạt trạng thái tâm lặng. Hay là tu theo cái pháp môn mà ta gọi là thập nhị nhân duyên, cũng làm cho tâm lặng, tâm thanh tịnh.